Giờ mấy anh em đang chuẩn bị gỡ giấy tàu là đi nhé bạn. Còn ba cái máy cắt thì mình phải chạy qua đây rồi, vớt lại mấy cái đường của cái chủ lúa kia như đang nghỉ hay sao bạn ơi. Giờ đây đang cột lôi hai giấy tàu lên. Giờ đang cột vô hai cái tàu nữa bạn. Dựng lên được hai cái luôn. Ok, lên này bạn. Mới bị dính lại và mới kéo lên luôn nè các bạn. Anh đang theo tháo dây xích ra nè. Đang vác cùi mấy cái này các bạn ơi. Bây giờ chủ ruộng đang nỉ vác nha các bạn. Chứ để bỏ quá nhiều luôn rồi. Đây dài vẫn cũng còn cỡ mấy công đó các bạn. Bỏ mấy cái đầu dạt hết trơn luôn nè. Quá lầy ra. Bây giờ là chủ ruộng đang cho nước vô nha các bạn. Để không cắt được các bạn ơi. Giờ đang ba máy đây luôn nè. Để quằn máy này. Quá trời bạn thấy không? Nó ngập cả đó luôn á, tới hàm luôn hay gì.
lên nha bạn ơi. Cái dốc rất là thẳng đứng luôn bạn. Dốc này cỡ 35-40 độ bạn. Cái đồng chỗ này đánh 3 ngày là xong hết rồi bạn. Tầm khoảng cỡ 4-500 công các bạn ơi, đồng này nè. Còn phía bên đây thì của đồng khác đây. Người ta có máy khác các bạn. Chiếc này hình như đổi chỗ rồi bạn, đổi chỗ lên rồi. Rồi để mình quay chiếc này coi. Cái độ bám của dây xích chiếc này rất là dữ nha. Chiếc này lên cái một của ta, chiếc kia không lên luôn. Máy kéo cũng lên cái một luôn bạn ơi, rất là dễ dàng luôn. Giờ mấy anh em đang vệ sinh máy nha các bạn. Chuẩn bị xuống phà các bạn ơi. Cái cầu nữa là lên bờ là xong các bạn. Bây giờ đang chạy đi vô bờ để lên đề này. Không sợ muốn chết nha, nó lúng là sợ rồi. Giờ mấy anh em đang chuyển đồng nha bạn. Đặt chiếc này trước các bạn ơi. Rồi đang chuẩn bị dây ra bạn.
cũng xuống phà luôn nha các bạn. Cầu để lại phía trước thôi bạn, để phía sau xuống lui là nó bị dính cái bình cắt thôi bạn ạ. Hai người kia đó cũng nặng lắm nha bạn. Rồi cũng tiếp tục di chuyển luôn nha bạn.
video của mình tới đây cũng tạm thời kết thúc các bạn. Bạn xem video như xong nhớ đăng ký kênh ủng hộ nha các bạn.